Đến trưa 18 tháng 3, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Thanh Lương vào khuya 17 tháng 3. Hiện tại đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng 64 căn kiosk của hàng chục tiểu thương đã bị lửa thiêu rụi. Chợ Thanh Lương giờ khung cảnh hoang tàn. Theo ước tính sơ bộ ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng gần 10 tỷ đồng. Rất may không có ai bị thương. Trước đó, khuya 17 tháng 3, kiosk của một tiểu thương nằm giữa chợ Thanh Lương, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long bất ngờ phát cháy. Do trong kiosk nhiều hàng hóa dễ cháy nên đám cháy lan nhanh khiến người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế. Ngọn lửa lớn bao trùm hàng chục căn kiosk, khói đen bao trùm cả khu vực lớn. Đến gần sáng 18 tháng 3, ngọn lửa mới được lực lượng chữa cháy dập tắt. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.